Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Hằng Huỳnh Vlog. Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật, mình được off ở nhà nên là mình quay cái video này để chia sẻ đến cho mọi người ha. Và nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái món ăn. Mình là một đứa không có giỏi nấu nướng cho lắm. Nói chung là mình nấu ăn được nhưng mà những cái món kiểu như là cầu kỳ phức tạp thì mình không có giỏi. Tuy nhiên là ngày hôm nay cái món này cũng khá là đơn giản và rất là dễ làm, và nó cũng rất là phổ biến ở Việt Nam mình, đặc biệt là đối với những bạn học sinh sinh viên và những người đi làm ha. Thì cái món ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn là gì thì mời mọi người cùng theo chân mình ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị những cái nguyên liệu để mà mình làm cái món của ngày hôm nay nha mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ chiên thịt nha mọi người. Nếu như mà có thể thì mình sẽ nướng thịt, nhưng mà không sao, chiên cũng được, cũng không có vấn đề gì nha mọi người. Ok, trong quá trình mà chiên thịt đó thì mình cũng sẽ luộc trứng luôn nha mọi người. Sẽ luộc khoảng 4 cái trứng gà. Mình nghĩ là mình sẽ luộc 5 trứng luôn nha mọi người. Đó. Rồi, cái này thì mình sẽ cắt thành để mà mình làm cái phần nước sốt nha mọi người. Nước sốt thì mình cũng không biết là hồi trước người ta làm như thế nào, nhưng mà mình sẽ làm theo kiểu của mình nha mọi người. Mình nghĩ là chắc là cũng không có đến nỗi nào đâu. Bây giờ mình sẽ lột củ hành, là mình băm nhỏ hành để mình phi lên cho nó thơm nha mọi người. Okay, bây giờ mình sẽ làm cái phần nước sốt nha mọi người. Nước tương. Tương sốt. Món này quan trọng nhất là cái này nha mọi người, không thể thiếu cái này được. Đó, tới bước này nhìn cái ổ bánh mì là mọi người biết là hôm nay mình làm món gì rồi ha mọi người. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi ra vườn để mà hái một ít rau thơm nha mọi người. Cái món này là phải có hành lá với lại ngò rí nó mới ngon nha mọi người. Đây có một bụi ngò rí nhỏ nhỏ bên này, mình sẽ lật một nắm nha. Tại vì có một luống ngò rí bên kia nó sắp lên rồi nên là mình sẽ hái bên này mình ăn luôn, không sao hết. Mình sẽ ngắt cái này luôn. Đây sẵn mình sẽ hái thêm một ít hành lá nữa nha mọi người. Có cái hành lá này mình bỏ vô mình ăn sống nó cũng rất là thơm luôn.
nguyên một cái vườn, nguyên một cái luống hành tha hồ mà hái luôn nha mọi người. Giờ này ai cũng đói bụng hết rồi mà mình còn cầm cái điện thoại mình quay quay kiểu này chắc bị chửi. Mà không sao, nhanh, mình đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ còn cái bước này thôi. Mình hái một ít. Rồi, ok. Đây nha mọi người. Nguyên liệu đã sẵn sàng, có thịt nướng, có trứng trứng vịt hoặc là trứng gà luộc đều được. Cái này là nước sốt mình tự pha nha mọi người. Có nước tương này, tương ớt, rồi hành phi lên, xong rồi mình có nêm một tí đường, cho một ít nước để cho nó vừa phải, có ớt này, rau này.